Thưa quý vị, khi xã hội ngày càng trở nên hiện đại thì nhu cầu về sử dụng điện năng là một nhu cầu thiết yếu. Thế nhưng ở một số khu vực vùng sâu vùng xa, địa hình hiểm trở, chưa thể tiếp cận với đường dây hạ thế, thì mà hoạt động của người dân vẫn diễn ra qua ánh đèn dầu le lói. Để góp phần mang ánh sáng về vùng sâu, Trung tâm Ứng dụng Khoa học và Công nghệ Lâm Đồng đã triển khai đề tài xây dựng mô hình ứng dụng năng lượng mặt trời phục vụ chiếu sáng sinh hoạt cho các hộ gia đình vùng sâu vùng xa chưa có lưới điện. Và vừa qua, hệ thống điện năng lượng mặt trời đã được trung tâm lắp đặt cho 30 hộ chưa có điện trên địa bàn huyện Đức Trọng. Từ bao lâu nay, cái nghèo và sự tối tăm luôn vây quanh gia đình anh Gia Châm tại thôn Masara, xã Tà Năng, huyện Đức Trọng. Ngôi nhà nằm trên đỉnh đồi, cách xa trung tâm thôn, đi bộ còn khó. Cũng vì vậy mà đường dây hạ thế vẫn chưa thể kéo đến tận nơi. Con cái học hành cũng chỉ có thể tranh thủ ánh sáng mặt trời. Một bình ắc quy nhỏ chỉ đủ để gia đình anh sạc điện thoại. Phòng khi có công việc gấp có thể liên lạc với mọi người xung quanh. Giờ đây, khi hệ thống điện năng lượng mặt trời được trao tận tay gia đình anh, mọi nỗi lo dường như vơi bớt. Vui nhất là cậu con trai của anh có ánh sáng để học hành như bao bạn đồng trang lứa. Con cháu học hành trước thì tối điện tốt đứt đèn dầu, giờ có nhà nước quan tâm có ánh sáng mặt trời này, cảm ơn rất nhiều để con cháu học hành. Tôi cũng là đến từng nhà để làm giải thích cho họ, với lại là bắt tay với họ rồi là lắp đặt cho nó đàng hoàng đầy đủ cho họ. Cũng như gia đình ông Gia Châm, gia đình bà Đỗ Thị Minh tại thôn Tân Phú, xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng chỉ có duy nhất một chiếc đèn dầu tự chế để sinh hoạt cả gia đình. Không chỉ sự tối tăm mà cả nguy cơ hỏa hoạn luôn rình rập trong ngôi nhà nhỏ bé này. Và với hệ thống điện năng lượng mặt trời được hỗ trợ, không chỉ thắp sáng ngôi nhà ọp ẹp của bà mà còn thắp lên trong đôi mắt bà Minh niềm vui và niềm hạnh phúc. Tại hai thôn Masara, xã Tà Năng và thôn Tân Phú, xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng, Trung tâm Ứng dụng Khoa học và Công nghệ Lâm Đồng đã tiến hành hướng dẫn và lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời độc lập cho 30 hộ dân hoàn toàn chưa có điện. Mỗi hộ dân được cung cấp một tấm thu năng lượng 20W, điều khiển sạc, bộ thu phát radio gồm FM, MP3 và USB, hai bóng đèn LED phục vụ mục đích thắp sáng, bình ắc quy và các phụ kiện lắp ráp khác với tổng trị giá hơn 2 triệu đồng. Chương trình hỗ trợ hệ thống điện năng lượng mặt trời cho các hộ dân vùng sâu vùng xa đã góp phần đáp ứng nhu cầu điện thắp sáng 70% số hộ dân chưa có điện trên địa bàn hai xã Tà Năng và Ninh Gia, phổ biến việc sử dụng năng lượng sạch và nâng cao đời sống của người dân. Tại vì nào giờ là chỉ thắp đèn dầu thôi, tối có khi đi làm về tối hù mà chỉ đốt cái đèn dầu leo lét, mà bây giờ tôi thấy cái ánh sáng nãy giờ thấy trong bụng tôi nó phấn khởi, nó mát mẻ mà nó mừng, nó vui vẻ dữ lắm. Dự án này là nhằm mục đích đó là đưa cái ánh sáng năng lượng mặt trời và phục vụ cho bà con ở vùng sâu vùng xa, những cái hộ dân mà người ta chưa có cái điều kiện để sử dụng cái điện lưới quốc gia, mà đặc biệt hơn nữa là việc đưa cái năng lượng mặt trời phục vụ cho các cái hộ này ngoài cái phục vụ cho sinh hoạt thì góp một phần rất là lớn phục vụ cho cung cấp ánh sáng cho con em học tập. Việc hỗ trợ hệ thống điện năng lượng mặt trời sẽ đáp ứng phần nào nhu cầu điện thắp sáng của người dân vùng sâu. Thế nhưng để đảm bảo phục vụ sinh hoạt và sử dụng thiết bị điện của người dân thì điện lưới vẫn là nhu cầu bất thiết. Theo thông tin từ Công ty Điện lực Lâm Đồng, hiện trên địa bàn tỉnh có 7 thôn với 664 hộ hoàn toàn chưa có điện, và niềm mong mỏi hệ thống điện lưới có thể vươn xa đến từng nhà luôn thường trực trong mỗi gia đình. Mong rằng trong thời gian không xa, bằng sự chung tay góp sức của chính quyền địa phương và của toàn xã hội, sẽ có nhiều hơn nữa những gia đình có điện phục vụ cho đời sống.